Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm món trứng xào hành tây hay sốt hành tây này cũng được này. Chiên cũng được đấy. Để mình thái này. Một củ và được. Đấy, mọi người cắt hành tây để lại cái cuống đít này, cắt từ đầu này xuống. Là nó sẽ không bị cay mắt của mình. Cái cuống nặng cắt cuối cùng, cái cuống này nó dưỡng chất nhiều nhất ở đấy. Thái nhỏ này. Không cần điện lắm đâu. Đó, cho hết. Mình đặt bao quả trứng rồi nhé. Mình lắc lắc đi, đặt vào dính cái này. Đó, đó. Đấy, nó ra hết nha. Chỉ lắc cả hai cái thôi là nó đập vô phát là ra liền. Cái này là trứng gà tre nha, hay là trứng gà soi nha, người ta cho mình nó chỉ một trong hai loại đấy. Ba trái rồi mình sẽ cắt hành hai trứng này, cắt hành trứng ngò luôn. Món này rất là ngon đấy, ít người thực hiện. Sẽ cho vào đây một chút dầu ăn nha, một muỗng cà phê dầu ăn. Đấy. Nước mắm. Một thìa này nước mắm này. Thì đầy luôn nhé. Đấy. Nửa thìa bột nêm. Nửa thìa bột ngọt. Với nửa thìa muối. Nửa thìa tiêu. Cái này cũng nửa thìa ấy. Vào vừa ăn thêm muối, tiêu thì ai ăn hơn thì cho hơn nha, mình chỉ cho khẩu phần ít ít thôi, mình có con nhỏ chỉ ăn được vậy thôi, nửa thìa thôi, rất là thơm rồi. Mọi người có thể lấy đồ đánh trứng đánh nha, mình không có, lấy đũa với thìa này đánh cho nó thật nhuyễn này nha, đánh đều này, càng đều càng tốt. Ngon, đánh đều mình bật chảo lên cho dầu ăn. Lắc cái dầu nó đều vào chảo. Cái này mọi người ăn thì có thể cho thêm một tí tương ớt nữa. Rồi có thể cho thêm sa tế cũng ngon. Mình có đứa bị ăn nên cũng chẳng ăn được nhiều lắm các bạn. Đấy, dầu dầu nóng rồi. Vừa quậy vừa đổ vào nhé. Sạch sẽ luôn, xem đều rồi nha. Rồi mọi người để trong vòng tầm 3 phút nữa là nó được chín nha. Đấy, 3 phút làm chín mặt kia rồi mà nó không có độ kết dính nha.
nên là không có được một tảng to nha, nó chỉ được một tảng bé bé thôi. Trước mình làm là mình đảo rồi nha. Hôm nay được một tảng này. Đấy. Nhưng mà nó chỉ là mặt trứng thôi. Bây giờ mọi người đảo cho nó kỹ chín hơn là được. Này chín rồi đấy. Rất là ngon nha. Vừa ăn cơm nó vừa đậm đà hương vị. Chúc mọi người luôn có sức khỏe dồi dào và thành công trong công việc và cuộc sống qua mùa dịch nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha.